Mình sẽ không bao giờ cho mấy đứa nhỏ vào phòng review của mình nữa các bạn ơi. Tự nhiên hôm nay đang yên đang lành một ngày đẹp trời, mình đi vào chợt nhận ra thấy thiếu gì đó mà không hiểu tại sao thiếu cái gì luôn các bạn ơi. Cuối cùng mình đi vào cái tủ trưng bày của mình và mình kiểm tra thì phát hiện ra là ủa sao mấy cái con khủng long của mình đâu, mất tiêu hết mấy con rồi ta. Vậy là con này ở đâu, con kia ở đâu, thêm một cái con mới hôm qua mình mới review xong tức thì luôn các bạn thì nó đã mất tiêu luôn rồi. Trời ơi không thể tin được luôn, tụi nhỏ này chắc là nó đã me mình từ lâu rồi các bạn ơi. Thấy mình quay đồ chơi và mấy bạn khủng long này chắc tụi nó cũng có ghiền lắm rồi, mà canh me mình lúc mình không có ở đây là mỗi đứa nhanh tay chở một cái lấy một con. Trời ơi không thể tin được luôn các bạn ơi, chắc mình từ đây về sau mình sẽ dán cái bảng trước cửa phòng là cấm con nít vào cái phòng review đồ chơi này của mình luôn các bạn ơi. Thật không thể tin được, bây giờ mình phải đi tìm và điều tra xem đứa nào lấy. Đây là kết quả sau 24 giờ làm thám tử Conan đi săn tìm mấy bạn khủng long bị mất tích của mình, kết quả là mừng hết nước chấm luôn. Mình đã tìm được một bạn khủng long Hammond Collection gần đây. Đây là bạn khủng long đẹp độc đỉnh của mình luôn. Bây giờ mình sẽ cho bạn ấy đi lên cầu thang và đi vào cái phòng trưng bày trở lại cái vị trí ban đầu. Và có một điều bất ngờ đã xảy ra, đó chính là cái chỗ của bạn này đứng đã hết chỗ rồi các bạn ơi. Giờ không biết phải thắt nếp như thế nào luôn, vì cái kích cỡ của bạn này quá ư là lớn so với mấy bạn khủng long kia. Bây giờ mấy bạn khủng long nhỏ bắt buộc phải đứng xem một bên để nhường vị trí cho các bạn khủng long này. Và cuối cùng mình cũng đã tìm được một cái vị trí thích hợp cho bạn đó. Đó chính là cái chỗ này. Tan 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 ha ha. Và đó, đứng vào cái khung này thì chắc chắn bạn ấy là King of Dinosaur thật sự luôn các bạn. Bây giờ mình phải tiếp tục đi tìm những các bạn khủng long mất tích khác nữa các bạn ơi. Không biết có tìm được hay không nữa đây. Để coi ngày mai nó sẽ như thế nào. Mình đã rất bất ngờ khi biết chỗ tụi nhỏ giấu mấy con khủng long bọn chúa này của mình. Chuyện là mình đang đi nấu tô mì ăn sáng thì mới táo quả này thấy được cái nắp nồi. Trời ơi, đó là con khủng long bọn chúa Bandai nhấp rẻ nhấp ráp của mình. Với mấy cái bộ phận không còn được nguyên dạng. Cái khủng long của người ta đẹp như thế này mà tụi nó bỏ nở lòng nào bỏ lên dĩa để phi tan coi có tức không các bạn. Cũng may là mình tìm ra được, không là em nó tiêu rồi. Giờ mình phải ngồi lắp ráp lại. Nên là nó còn dễ lắp ráp chứ không như mấy em legal mấy trăm mảnh, mấy ngàn mảnh, cả ngày nhiều khi cũng không lắp được luôn. Thì em nó đã lắp ráp xong xuôi rồi. Bây giờ mình sẽ cho lên kệ nhìn đẹp và nhìn sang hơn hẳn đúng không các bạn? Còn mấy em nữa mình đang đi tìm, không biết tụi nó giấu chỗ nào nữa đây. Trời ơi là trời. Bằng một cách nào đó hai bé khủng long này đã lọt thỏm trong cái tập táp của đứa cháu mình. Và lần này mẹ nó là người tìm ra được chứ không phải là mình đi tìm được nữa các bạn ơi. Đây là hai bé khủng long 5-1 của mình, rất là hay nha các bạn. Đầu tiên trong nguyện nó sẽ có một cây thước dài như thế này nè, chỉ cần kéo ra họ là thể thành một cây thước. Sau đó mình chỉ cần gấp lại và bỏ vào trong miệng nó là xong. Tiếp theo là cái đuôi của nó nè, là một cây giết chì màu vàng, chỉ cần lỡ giết mà nó có bị gãy ngòi chỉ cần há cái miệng của nó ra và đưa vào cái miệng và nó bào xong thành một cây giết chì mới hoàn toàn luôn, rất là đơn giản luôn ơi. Sau đó mình chỉ cần mở cầm nó đem đổ cái ráp rác ở trong miệng là xong. Em này phải nói là giống như Doraemon, mở cái bụng ra là có đồ chơi ở trong đó liền. Đầu tiên là cái cục tẩy này đó, chỉ cần viết sai là bỏ vô. Sau đó là cái kẹp bấm này các bạn, chỉ cần bấm mấy phát là nó dính vô liền, rất là đã luôn. Bấm xong rồi chỉ cần lắp ráp ngay lại chút xíu là bỏ lại như vị trí ban đầu là được. Ngoài cái em bổ chúa này mình còn thêm hai bạn khủng long khác nữa, cũng màu sắc rất là đẹp luôn và khá là đã. Bây giờ mình sẽ bừng bỏ lên kệ là xong, mừng hết nước chấm luôn các bạn ơi, quá đã. Cuối cùng mình cũng đã tìm được lại bộ sưu tập khủng long này của mình đã phải lục tung cái phòng đồ chơi của mình để tìm mấy bé khủng long này nè. Trời ơi ta nói mấy con mập mập béo ú mũm mĩm vàng khe này là cái con khủng long mà mình yêu thích nhất. Không vui là mình lấy em nó ra làm cái trò này nè các bạn, giải trí vui lắm nha. Đập cho nó mấy chục phát như vậy nè đó, không thì mình kéo tay kéo chân nó ra hoặc là mình kéo cái mỏ to tròn này của nó ra như vậy nè đó, cho nó nhảy nhảy lên trời rồi rớt xuống đất bợp 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 chơi đã. Rồi thì mình massage toàn thân body cho nó như bằng cách là đập cái tay như vậy nè đó. Rồi vài phút sau là em nó trở lại trạng thái ban đầu hà nha. Khúc này là mình chỉnh cho nó ngồi xuống nè. Ngoài ra mình còn có mấy em khủng long khác nữa. Em này là em bảo chúa màu hồng nè, em raptor xanh lè này nữa, còn cái em ba sừng da ca mặt mà hài hước quá chừng luôn. Em này là em cái đen thui thùi lùi mà mình không biết nhắc tên, bạn nào biết thì để lại bình luận cho mình biết nha. Cuối cùng là cái em xanh lá này nè, mình cũng kéo búa bao cho nó để ở tay rồi xong mình nghỉ nha các bạn. Rồi nhìn tụi nó phè phở như này có gác không, đập tiếp mấy cái cho nó về ngay thấy ban đầu vui quá xá là vui luôn các bạn ơi.